Quý vị và các bạn đang theo dõi Cà Phê Ngày Mới và bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức và những chuyển động diễn ra khắp nơi trên thế giới. Với một thế giới đầy những điều bất biến và khó dự đoán như đang ở trong thời điểm hiện tại, thì ngoài những thiên tai thì nhân tai liên tục diễn ra trong thời gian vừa qua cũng là một trong những vấn đề lớn của loài người. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những cái cụm tin cũng như là những cái thông tin tiêu điểm trong vòng 24 giờ qua đều liên quan đến nhân tai. Câu chuyện ở tại Hy Lạp đã 6 ngày trôi qua kể từ sau cái vụ tai nạn khiến cho gần 60 người thiệt mạng ở tại Hy Lạp. Nhiều gia đình vẫn đang chờ đợi tin tức của những người thân, trong khi nhà chức trách cho biết quá trình nhận dạng những người thiệt mạng đang diễn ra cùng với những cái nỗ lực để cứu hộ tập trung vào các toa đầu tiên của đoàn tàu này. Những ngày vừa qua, thân nhân của những người mất tích trong vụ tai nạn tàu hỏa tại Hy Lạp luôn túc trực bên ngoài bệnh viện Larissa để chờ đợi tin tức của người thân. Trong số đó, Panos và Mirela Rossi, bố mẹ của Dennis, 22 tuổi. Lần cuối gia đình họ nói chuyện với nhau là trước khi tai nạn xảy ra. Dennis nói rằng sẽ về muộn và bố mẹ không cần đến đón mình. Mong rằng ai đó có thể cho tôi biết điều gì đó. Tôi không biết con trai tôi có ngồi đúng ghế lúc xảy ra tai nạn hay không. Tôi mong là có ai nhìn thấy nó hãy cho tôi biết. Hiện tôi không có thông tin nào cả. Theo cảnh sát thì ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. 48 người khác vẫn đang nằm viện, trong đó có 6 ca bị thương nặng. Hiện vẫn còn 56 người mất tích. Trong khi đó, thì các cuộc biểu tình vẫn lan rộng ở nhiều thành phố, trong đó cuộc biểu tình lớn nhất lên tới hàng ngàn người diễn ra ở thành phố Larissa, miền trung Hy Lạp, gần với địa điểm xảy ra vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng này. Tôi quen nhiều người trên chuyến tàu đó, nhưng tôi không biết một người bạn của tôi có ở trên đó hay không. Mặt khác, tôi đang thấy buồn khi nghĩ rằng có nhiều người ở độ tuổi của chúng tôi không còn được sống cuộc đời của họ nữa. Truyền thông nước này cho biết các cuộc biểu tình do các nhóm cánh tả và nhiều sinh viên lên tiếng phản đối mạng lưới đường sắt của Hy Lạp thiếu các biện pháp an toàn gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Tempe, cách thủ đô Athens khoảng 380 km về phía bắc đã gây chấn động cả nước và đặt ra nhiều nghi vấn về những thiếu sót về an toàn trong mạng lưới đường sắt của nước này.